Mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube Top Chuyện Hot. Nhắc lại tập trước, chú Bill trước sự phản đối của mọi người vẫn quyết định cho Rayler đi học tại trường nữ sinh. Giờ đây cô đã 18 tuổi và cai cậu bạn cô quen lúc 12 tuổi vẫn ngày ngày gắn bó cùng nhau. Đã 2 năm trôi qua công tức hè hát vì phục vụ trong quân đội mà không trở về dinh thử. Rayler không rõ kỳ nghỉ hè này anh có trở lại không? Cô lo lắng liệu khu rừng Avis hè này có tiếng súng vang lên nữa không? Cai đưa Rayler đi mua sách nhưng trong lòng cứ đắn đo phân vân không biết cậu có nên tỏ tình với cô không? Rayler cũng chú ý hôm nay thái độ của Cai hơi lạ liền hỏi. Cai cậu có chuyện muốn nói với tớ sao? Hà, à không có gì đâu. Cậu chọn xong sách chưa? Ừ xong rồi giờ chúng ta về nhà thôi. Cai nghĩ có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cậu sợ nếu Rayler không đồng ý thì mối quan hệ giữa họ sẽ không thoải mái nữa. Mặc dù chứng kiến Rayler ngày càng trở nên xinh đẹp khiến cậu lo lắng nóng vội hơn. Hơn nữa cậu nghĩ liệu có cần danh phận người yêu không? Hai người đã quen biết từ lâu. Nếu trở thành vợ chồng luôn chẳng phải thật tuyệt sao? Tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn luôn. Thế rồi cai tưởng tượng đến hình ảnh Rayler mặc váy cưới cô trở thành vợ của Kai Edmund đổi thành Rayler Edmund. Chắc hẳn trên đời này cô là cô dâu xinh đẹp nhất. Kai mải chìm đắm trong tưởng tượng của mình mà vui vẻ cười ra mặt. Kai sao tự nhiên cậu lại cười to vậy? Không lẽ cậu nghe chuyện tớ thi không tốt môn hình học mà vui thế ư? Người học giỏi hình học như cậu sao hiểu cảm giác của tớ chứ? Hả, không phải đâu Rayler, tớ không có nghĩ như vậy mà. Này đợi tớ với, cùng đi đi mà, Kai đột nhiên hỏi cô này cậu nghe tin gì chưa tin gì vậy công tước he hát sắp trở lại đây cũng hai năm rồi nhỉ tớ không biết nữa nghe nói mỗi lần công tước trở lại người trong dinh thự lại loạn lên sao cậu lại không biết chứ cô nghĩ vì cô không muốn nhìn thấy người đó sau ngày hôm đó thì rayler đã có suy nghĩ này rồi tuy rằng người gọi cô đến và cho cô tiền là tiểu thư clau huy nhưng người khiến cô thấy tổn thương xấu hổ lại là ngài công tước sự tổn thương tâm lý đó nó khác với sự tổn thương về thể xác mà khi nhỏ cô phải chịu khi ở nhờ nhà họ hàng cô cố tránh mặt ngài ấy bằng mọi giá dù là mỗi lần bị tiểu thư claudy gọi đến thì cô cũng cố gắng tránh mặt ngài ấy cô quý đầu thấp nhất có thể làm vậy khiến cô cảm giác người đó sẽ không thấy cô và cô ghét người đó mỗi lần nghe tên người đó cô lại nhớ về ký ức tổn thương đó Đột nhiên Cai hỏi cô, Rayler à tớ trở thành sĩ quan được không? Sĩ quan ư, đúng vậy giống như công tước he hát và nhận huân chương. Đại úy Edmund, như vậy ngầu lắm đúng không? Cai cậu quên rồi sao? Cậu đến giết một con gà còn không dám mà. Nè sao cậu tự nhiên nhắc đến chuyện đó làm gì? Cậu nhớ lại năm ngoái mình bỏ nhà đi đã đến nhà chú Bill. Cậu cứ ăn trực ở đây khiến chú Bill muốn cấm cửa cậu luôn. Cai vì muốn ở cạnh Rayler mà luôn tìm cớ đến đây. Cậu còn nói với chú Bill là sẽ trả tiền cơm và làm mọi việc mà chú bảo. Vậy ư ừ được thôi vậy mau đi kiếm nguyên liệu cho bữa tối đi. Kết quả cậu không dám đến gần con gà nói gì đến bữa tối. Chú Bill nói cậu đàn ông gì mà nhát gan giống như kẻ ăn bám thế này. Ký ức này cay thật muốn quên đi vì xấu hổ. Chú Bill giờ vẫn còn gọi tớ là kẻ ăn bám đó. Rayler vẫn vui vẻ trêu cậu bắt trước chú Bill gọi cậu như vậy cô nói với cậu rằng cậu có đôi bàn tay có thể cứu người điều đó chẳng phải còn ngầu hơn bắn súng sao đương nhiên rồi vậy tớ sẽ trở thành bác sĩ như ba tớ hay tớ làm bác sĩ quân y nhỉ cũng được nhận huân chương mà đúng không hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có một chiếc xe hơi từ xa chạy đến chiếc xe từ từ đi lướt qua hai người bên trong xe chính là công tước he hát đang trở lại dinh thự Hai người không nhìn thấy người trong xe nên đoán giả đoán non xem đó là nữ công tước he hát hay là lão phu nhân. Cai nhớ ra chuyện muốn đem vở hình học cho cô mượn. Để giúp cô ôn tập môn hình học. Nhưng cậu lại quên mang. Nên Rayler hẹn cậu ăn tối cùng và nhớ đem theo vở cho cô mượn. Này cậu đợi tớ hay vở của tớ vậy hả? Đương nhiên là vở rồi. Tớ buồn đó nha. Tớ về lấy vở đây và sẽ nhanh trở lại. Cứ đi từ từ cũng được bữa tối còn phải chuẩn bị nữa mà. Tớ biết rồi hẹn gặp lại. Rayler vui vẻ đạp xe về nhà và nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì. Về phía công tước he hát sau khi anh liếc ra ngoài cửa xe thì đột nhiên ra lệnh cho tài xế dừng xe. Quản gia he dần thấy lạ liền hỏi lại. Thưa chủ nhân dừng ở đây ư, Matthias đáp ta sẽ đi bộ một đoạn.